Được nhiều người coi là một trong những phù thủy cao tay ấn nhất Runeterra, Rise là vị đại pháp sư cổ xưa với gánh nặng không tưởng đè trên vai. Sở hữu sức mạnh không giới hạn và vốn hiểu biết sâu rộng về kiến thức thần bí, ông dành cả đời tìm kiếm cổ ngữ thế giới, những mảnh vụn ma thuật nguyên bản đã từng tạo nên thế giới từ hư không. Ông phải thu thập những ký tự đó trước khi chúng rơi vào tay những kẻ có tâm địa độc ác muốn hủy diệt thế giới bằng thứ sức mạnh ấy. Thời niên thiếu, Rise chu du khắp nơi, thu thập thông tin về cổ ngữ thế giới. Ông biết đến một nơi gọi là Thánh Địa Thần Long. Ông đã nhiều lần muốn chinh phục thánh địa này, nhưng sức mạnh của một pháp sư nhỏ bé là không đủ để vượt qua những thử thách mà vị long thần trong thánh địa đặt ra. Thất bại, nối tiếp thất bại, Rise cảm thấy bế tắc và bất lực, đến nỗi ông đã thực sự muốn từ bỏ ý định chinh phục thánh địa. Quá chán nản, Rise cứ uống rượu rồi lang thang khắp nơi bất kể ngày hay đêm. Đôi lúc, ông điên cuồng lao thẳng vào thánh địa, rồi lại trở về với thân mình đầy thương tích. Những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại. Cho đến một hôm, Rise đang say bét nhè trong quán rượu, thì được mời làm người dẫn đường kiêm đánh xe ngựa cho một nhóm hát rong nọ muốn an toàn vượt qua đoạn đường tắt bên sườn thánh địa. Thế là bất đắc dĩ, Rise đồng ý đi cùng bọn họ. Cuộc hành trình diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi họ vô tình chạm trán một toán cướp. Rise lúc này hoàn toàn chán nản, nên ông quyết định buông xuôi để cho lũ cướp kết thúc cuộc đời của mình ở đây. Nhưng chính lúc này, những người từ đoàn hát rong kia đồng loạt lao đến bảo vệ Rise khỏi lưỡi dao sắc lẻm của những tên cướp. Thì ra, bọn họ không phải một nhóm hát rong bình thường, mà là nhóm anh hùng đang trên đường khai phá Thánh Địa Thần Long. Choáng ngợp trước sức mạnh của họ, Rise đã xin được đi theo học hỏi, và đó chính là bước đệm đầu tiên để Rise trở thành vị pháp sư dâu trắng của bang hội mạnh nhất xứ Runeterra. Pháp sư là một hệ tộc độc đáo không thể thay thế trong các mùa đấu tranh chân lý. Với trang bị trấn phái là những món đồ phép và hồi mana, không lạ gì khi các pháp sư có thể dùng chiêu liên tục trong một thời gian ngắn và gây hàng tấn sát thương. Đến với mùa 7 này, pháp sư được thừa hưởng nguyên vẹn sức mạnh từ những đàn anh đi trước, khi các tướng của chúng ta có thể dùng kỹ năng 2 lần liên tiếp. Các pháp sư cũng trải dài từ 1 đến 5 vàng, chứ cũng không có đơn vị nào có mức giá đột biến như 8 hay 10 vàng. Nhiều ông sẽ bảo, đâu, vẫn có những bài Aurelion Soul pháp sư hay Aoshin cơ kìa. Ờ thì đúng là có thật, cơ mà mất cân bằng quá nên bị chỉnh sửa lên chỉnh sửa xuống hết rồi đấy. Việc không có một carry nào ở mức 4 vàng, điều này chứng tỏ đội ngũ phát triển muốn hướng các team xoay quanh pháp sư phải có lối chơi theo kiểu Hyper Roll hoặc Slow Roll. Hai lối chơi này tuy trái ngược nhau về cách vận hành, nhưng đích đến đều là nâng cấp đội hình lên 3 sao nhiều nhất, từ đây có thể cạnh tranh top cao. Một lối chơi khác của pháp sư đó là dùng ấn biến pháp sư, tích lợi tức lên 9 và dùng các tướng 10 vàng làm carry, ví dụ Aoshin, Aurelion Soul. Tuy nhiên như bọn mình đã nói, Soul đã được chỉnh sửa kỹ năng để loại bỏ hẳn lối chơi đi kèm với pháp sư của hắn rồi. Còn người đồng nghiệp Aoshin thì có may mắn hơn một chút, nhưng chắc cũng sắp đến thớt mà thôi. Nếu trong liên minh, Rise được phong là thánh nerf khi không dưới 10 lần bị Riot sờ gáy, thì trong đấu chơi chân lý mùa này, hắn cũng có tầm vóc tương xứng. Kỹ năng của Rise là ném một quả cầu vào mục tiêu, gây sát thương theo phần trăm mana tối đa. Mỗi lần dùng tăng 20 mana tối đa và tăng thêm một quả cầu bắn ra. Ban đầu, kỹ năng của hắn có vẻ không xi nhê. Cơ mà anh em nên nhớ, pháp sư có thể dùng chiêu 2 lần liên tiếp. Điều này đồng nghĩa, sau mỗi lần thanh mana của hắn đầy, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Chính vì thế, càng câu kéo về cuối thì tỷ lệ chiến thắng của địch sẽ càng thấp nếu phải đối đầu với hắn. Và để giúp Rise thực hiện điều này, Nami sẽ là sự bổ sung không thể chất lượng hơn. Chỉ với giá 2 vàng nhưng lại có tới 3 tộc hệ, trong đó có 2 tộc hệ rất hữu dụng là Pháp Sư và Bí Ẩn. Kỹ năng thì thôi khỏi phải nói, vừa gây sát thương địch mà lại còn hồi máu kha khá cho đồng minh. Bên cạnh Coco Dương Quá Talon Saya ở bản trước, cặp đôi hoàn hảo ở meta này gọi tên ông lão đánh cá Rise và nàng tiên cá Nami. Chắc anh em không còn lạ gì việc một lobby có tới 4-5 người chơi Pháp Sư, mấy ông còn lại chắc là quên chưa xem video của Cà Phê Nhân Phẩm thôi. Nhận thấy điều vô lý trên, đội ngũ cân bằng ngay trong đêm đã đưa ra vài chỉnh sửa khi giảm lượng phần trăm sức mạnh phép của kỹ năng Rise ở tất cả các mốc từ 200, 300, 500, còn 180, 260, 420% và trả lại lượng mana ban đầu của Nami. Theo đánh giá tổng quan của bọn mình, việc giảm sức mạnh Rise trực tiếp như vậy vẫn không ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của team này. Bởi Rise là tướng mạnh về cuối nên chỉ cần cho hắn một chút thời gian là có thể bù lại lượng sát thương bị nerf. Và trên hết,
thực tế là tất cả các ông trùm đều bị giảm sức mạnh rồi, thế nên việc nerf Bryce cũng công bằng mà thôi. Ngoài ra, Lilia là pháp sư được buff rất nhiều trong hai bản gần đây để giữ máu đồ game tốt. Cuối game thì còn có Zoe với mana tổng giảm có 100, thì cô nàng này sẽ xả chiêu liên tục để hỗ trợ đồng đội. Do đó, dù có nerf một chút sức mạnh của Ryze và Nami, thì team pháp sư vẫn cứ là mạnh. Vậy nên anh em còn chần chừ gì? Hóa thân thành Son Goku và trưởng tanh bành team địch thôi nào! Ok, giờ chúng ta cùng xem biệt đội pháp sư này gồm những ai nào. Đội hình hoàn chỉnh sẽ form ở cấp 7, gồm Heimerdinger, Vladimir, Lulu, Silas, Illaoi cùng hai gương mặt không thể thiếu là Ryze và Nami. Vì là team thiên hướng roll lên 3 sao với các carry 2 vàng 3 vàng nên anh em có thể hoàn thành team ở cấp 7. Khi lên 8 và 9, hãy thêm bot để có thêm khống chế cùng lượng mana theo đòn đánh được tăng thêm từ bang hội. Hay là thêm Sona, kích thuật sĩ, đây là nguồn khống chế cứng của team pháp sư. Trong trường hợp anh em có ấn pháp sư thì lên 8 có thể kẹp thêm Lilia hoặc Zoe để kích 7 pháp sư. Sát thương chủ lực là Ryze và Nami. Với tank chính là Silas và Illaoi, anh em có thể xoay linh hoạt giữa Vladimir và Lilia. Tuy nhiên, bọn mình khuyến khích để Vladimir nhằm kích Thượng Long, dễ roll Nami 3 sao hơn nhé. 5 pháp sư là mốc kích hoạt cần thiết, giúp kỹ năng của bảy lũ pháp sư giữ được nguyên vẹn sát thương đầu ra. Đặc biệt khi Ryze vừa bị nerf thì điều này là vô cùng cần thiết. Thượng Long, Đấu Sĩ, Bí Ẩn sẽ là những tộc hệ bổ trợ. Tộc hệ đáng nói nhất ở đây là Luyện Rồng với chú cóc măm măm vô cùng đáng yêu. Với việc được tăng sát thương kỹ năng trong bản này, cộng với hiệu ứng giảm hồi máu của địch, đây sẽ là phụ tá đắc lực của Ryze trong những round đấu khó nhằn. Cũng như bao đội hình khác, trang bị cho carry sẽ được ưu tiên. Đầu tiên là Ryze. Bản chất pháp sư là những đơn vị rất cần sạc nhanh thanh mana, nên Sojin là món đồ không thể thiếu. Ngoài ra, kiếm Mana Moon của On cũng là món đồ rất hấp dẫn với Ryze. Tuy nhiên khá là khó kiếm, nên anh em chỉ nên giữ trong lòng thôi nhé. Món thứ hai sẽ là Quyền Trượng Thiên Thần. Anh em cũng biết, Ryze càng trưởng thì càng khỏe, và đây cũng là đặc điểm chính của món đồ này. Bước đến giai đoạn cuối round, khi đã tích đủ lượng AP, thì kể cả có lắp vuốt rồng, kẻ địch cũng khó lòng đỡ nổi lượng sát thương khủng khiếp của hắn. Kiếm súng hay huyết kiếm sẽ bổ sung hút máu, giúp Ryze được an toàn hơn nếu không may ăn phải đạn lạc. Ngoài ra, anh em cũng có thể thay bằng găng bảo thạch hay mũ phù thủy nếu lobby không có quá nhiều nhà chơi sát thủ nhé. Với Nami, gọi cô ta là chủ lực cũng không hẳn, vì thực sự tác dụng của cô chủ yếu là hồi máu. Nếu được một Sojin bắt trước Ryze sẽ là lựa chọn ngon nhất. Trang bị này sẽ giúp cô liên tục hồi máu và gây sát thương. Ngoài ra, kỹ năng Nami tương tác qua lại với rất nhiều kẻ địch, nên quỷ thư cũng là lựa chọn xứng đáng. Dao điện và bùa xanh cũng là những món anh em không nên bỏ qua. Silas và Illaoi đều có thể đảm nhiệm vai trò tanker, tùy thuộc tướng nào lên 3 sao trước. Cơ mà mình dự đoán khả năng cao Silas sẽ có nhiều cơ hội lên 3 sao hơn, vì thực tế team Thượng Long đang quay trở lại rất mạnh, nên việc đẩy Illaoi lên 3 sao là hơi may rủi. Đồ tranh mùa này cũng chẳng thay đổi nhiều, vẫn sẽ là thú tượng thạch giáp, giáp lửa, giáp máu, vuốt rồng. Ngoài ra, giáp gai vừa được tăng sức mạnh, nên đây cũng là trang bị rất ngon cho hàng tranh của chúng ta. Đến phần xếp team này, nhìn chung thì cũng không có gì quá phức tạp đâu anh em ạ. Hàng dưới sẽ gồm Lulu, Heimerdinger, Nami, Ryze và bé cóc măm măm. Anh em có thể xếp góc Nami hay Ryze tùy. Tuy nhiên hợp lý nhất vẫn nên để Heimerdinger vào góc để tránh cú kéo. Măm măm ta sẽ để ngay trên Ryze và Nami vì chú cóc này có lượng máu và giáp khá lớn. Nếu không may bị sát thủ áp sát thì đây có thể là tấm bia chắn khá hiệu quả. Vladimir xếp tùy chỉnh ở hàng 2 ngay sau Illaoi và Silas. Illaoi có nhiệm vụ hút kháng phép của địch, nên anh em xếp sao cho kỹ năng của cô trúng nhiều kẻ địch nhất nhé. Pháp sư là bài rất cần giữ máu, nên sẽ có hai lối chơi cho anh em. Đầu tiên là đánh giữ máu. Điều kiện của bài pháp sư giữ máu là anh em tự ra bài pháp sư và nhiều đồ chuẩn. Hãy đánh giữ máu như bình thường và lên 6 vào khoảng round 3-2, kẹp đủ 3 thượng long vào roll. Lối chơi này giúp anh em giữ máu, nhưng nhược điểm là ít tiền để roll. Chỉ cần roll không ra là khó chơi. Cách thứ hai, anh em có thể đánh Lucid. Đây là hướng của các spammer chính hiệu, là anh em phọt bài pháp sư nhưng tướng không ủng hộ và đồ cũng chưa gọi là đẹp. Đánh chuỗi thua và cũng round 3-2 lên 6 để roll. Lưu ý là nếu nhiều người đánh chung thì 3-1 nên roll. Kiểu đánh này anh em sẽ có rất nhiều tiền để nâng cấp team. Roll đỏ thì hoàn toàn lên được Nami 3 sao sớm và dồn đồ cho cô để đánh Winstreak. Còn nhược là bán máu nhiều và cũng tương tự như trên, nhiều vàng nhưng roll đen không ra là đời đi.
Lưu ý với cả hai lối chơi này là nếu ra Nami 3 sao trước thì để Nami cầm đồ carry, còn Rice 2 sao ra trước thì để Rice cầm đồ. Form cấp 6 của anh em lúc này là Vladimir, Heimdinger, Nami, Rice, Silas, Illaoi. Sau khi form được bài ở cấp 6, hãy lên 7 và cho Lulu vào sân để kích hai luyện rồng. Lúc này anh em có thể lên 8 nếu có Nami 3 sao hoặc Rice. Còn nếu thích giáp vàng, anh em có thể slow roll tại cấp 7 để kiếm Illaoi, Silas và Rice 3 sao. Giai đoạn cuối game, khi các carry như Rice, Nami, Illaoi lên được 3 sao, việc giữ lợi tức và up 9 là không hề khó. Nếu ra Zoe sớm, anh em hoàn toàn có thể thay cho Vladimir, vì lúc này Nami và Illaoi 3 sao rồi nên không cần kích Thượng Long nữa. Ở cấp 8 có thể thêm bot để kích Bang Hội, Bí Ẩn. Đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng của team, vì thế đừng bỏ qua bot nhé. Một slot cuối ở cấp 9 mình khuyên anh em nên lấy Sona để kích thuật sĩ. Tuy không quá cần thiết, nhưng lợi ích cô nàng này đem tới là hàng tá khống chế nếu xếp chuẩn. Kết hợp với bot thì địch chỉ có đứng hình nhìn bạn chơi game thôi. Tiếp đến là chọn nâng cấp rồng thần. Sau đây là danh sách những nâng cấp chúng mình cho là ổn áp nhất. Đầu tiên và quan trọng nhất, không thể không nhắc tới huy hiệu pháp sư, trái tim pháp sư. Đặc biệt là huy hiệu pháp sư khi đi với các tướng năm vàng thì cứ phải gọi là hết lực chấm. Vọng âm Luden bổ sung sát thương đầu ra vô cùng chất lượng. Nó không chỉ giúp đép máu đầu game mà thậm chí còn giúp anh em có chuỗi thắng 5 sau khi kết thúc round 2 chấm. Túi đồ ấp sẽ là lựa chọn may rủi giúp anh em vẽ được ấn pháp sư. Nguyên tố luân là nâng cấp rất hữu dụng giúp hồi lại mana khi ảo của kẻ địch, đặc biệt với Rice. Thử tưởng tượng hắn vừa tung chiêu và hạ được hai đơn vị, ngay sau đấy lại có thể tung chiêu luôn, thì kẻ địch chỉ có khóc thét mà thôi. Lò rèn thần thoại thì được xem là nâng cấp của muôn nhà muôn kiểu đội hình rồi. Các trang bị ngon anh em có thể lấy là bàn tay Blitz, giáp siêu linh. Sức sống mới, chiến lợi phẩm, phước lành vũ trụ. Bài này có quá nhiều sát thương rồi nên bổ sung thêm một chút hồi phục cũng là cần thiết. Để tối ưu đội hình lên 3 sao nhiều nhất, anh em có thể cân nhắc hội nghị ma pháp. Mỗi vòng đấu sẽ rơi ra một hoặc hai tướng pháp sư, khá giống cơ chế Yordle mùa trước. Và biết đâu đấy, một ngày đẹp trời, anh em lại có một vé Zoe 3 sao mãn nhãn người xem thì sao? Cuối cùng là khai sáng. Các tướng không cầm đồ sẽ nhận một lượng mana thích hợp. Khá là ngon vì team này chủ yếu dồn đồ cho Rice và Nami, nên những tướng như Heimdinger và Cốc Tí Nị hưởng lợi rất nhiều. Và vì là một bộ bài reroll, slow roll, nên khu giao dịch hay thua của tính toán cũng là những lựa chọn không thể hợp lý hơn. Về ưu điểm, đây là đội hình giá rẻ, dễ xây dựng. Các tướng trải dài chủ yếu từ 1 tới 3 vàng. Duy nhất Zoe là tướng 5 vàng. Thế nhưng sức mạnh team này không tầm thường đâu nhá. Tiếp theo là sát thương đầu ra lớn và khả năng hồi phục rất khó chịu từ Nami cho dàn chống chịu Silas và Illaoi. Tuy nhiên bên cạnh đấy cũng có vài nhược điểm có thể kể đến như dễ bị tranh bài. Rice carry được coi là hướng đi khả dụng nhất bây giờ, nhất là trong một meta đánh giữa game kiểu này, nên nhiều người tranh bài cũng dễ hiểu thôi. Ngoài ra, đây là bộ bài khắt khe về trang bị. Nếu một ngày nhân phẩm của anh em không được tốt cho lắm, rơi toàn cung và cung thì khó mà triển được team pháp sư thuận lợi rồi. Đã hướng dẫn cách xếp bài pháp sư rồi, thì bọn mình cũng đưa ra vài cách khắc chế team này cho anh em nào chưa biết có thể áp dụng nhé. Đầu tiên, khắc chế đơn giản nhất là kích càng nhiều bí ẩn càng tốt. Thứ hai là dùng các đồ giảm hồi máu như quỷ thư, giáp lửa, vuốt rồng nhằm hạn chế tối đa khả năng hồi phục của Nami và dồn sát thương của Rice. Một trang bị cũng khá ổn là tim băng. Rice và Nami khi bị sát thủ tiếp cận sẽ bị giảm tốc đánh, khiến việc tích mana chậm hơn rất nhiều. Cuối cùng, anh em có thể chơi các team sốc đam tốt và nhiều hiệu ứng khống chế nhằm giảm thời gian câu kéo của team Rice, Nami. Đội hình sát thủ Siphon vẫn còn khá lỗi đam đến từ Siphon cầm ấn sát thủ và vô cực, có thể lao tới sốc chết Rice bất cứ khi nào nếu hút chuẩn. Đội hình Saya, Bang Hội. Việc có nhiều nguồn khống chế đến từ On, Hecarim, Bot và đam cực lỗi đến từ bộ đôi Saya, Talon. Việc Rice, Nami không được chơi game là khó tránh khỏi. Và nếu có gây được sát thương thì cũng không đủ lực trước một Saya, Talon đang quá mạnh mẽ. Vừa rồi là tất cả những điều bạn cần biết để có thể làm chủ tên pháp sư dấu trắng. Chúng mình sẽ còn cập nhật thêm rất nhiều những giáo án mới. Vì thế anh em đừng ngần ngại để lại một like, một share, một subscribe cũng như bấm nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nhé. Ngoài ra, nếu thấy video còn sai sót thì đừng ngần ngại để lại comment để chúng mình có thể cải thiện hơn. Xin cảm ơn anh em rất nhiều và chúc anh em gặp thật nhiều may mắn.